Xin chào, đây là cái máy lọc khí Daikin. Thì vừa rồi đọc ở trên CNN thì có một cái bài nó nói rằng là cái máy lọc không khí là một trong những cái cách để mà hạn chế virus, vi khuẩn trong cái tình hình corona rất là khủng khiếp như này. Thì đúng ra khi mà tôi tìm hiểu về máy lọc khí ấy, thì là máy lọc khí nó thật sự bùng phát ở gọi là phát triển mạnh ở khu vực châu Á, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc ấy, là sau cái đại dịch SARS năm 2002 và 2003, thì các nhà sản xuất rồi các công ty các thứ là họ họ muốn có một cái máy để mà có thể lọc được chất lượng không khí, lọc được không khí và có thể khử được khuẩn. Thì đấy là cái gọi là cái có thể nói là như kiểu là lịch sử đi của cái phát triển bùng nổ của cái máy lọc không khí. Chứ không phải là bụi đâu, bụi PM2.5 thì nó mới ở đây mới nó mới gọi là vấn đề nhức nhối thôi, chứ còn trước đây bụi PM2.5 ở các nước phát triển hoặc là cái gì là không 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 có, cho nên là người ta quan tâm nhiều đến cái là cái diệt khuẩn cơ. Thế cho nên là cái chức năng ban đầu của máy lọc khí mà nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà sản xuất người ta tập trung vào đó chính là chức năng diệt khuẩn. Đấy, diệt vi khuẩn. Đấy thì các cái hãng lớn như là Daikin rồi là Sharp rồi Philips các thứ là đều chú trọng vào cái này. Ngoài ra thì người ta lọc cái formaldehyde cũng như là các cái hữu cơ dễ bay hơi. Đấy là những cái mà người ta chú trọng ban đầu. Thì sau này thì là ở Trung Quốc với cả Việt Nam rồi là Ấn Độ thì cái PM2.5 nó lại trở nên nhức nhối hơn, thì người ta thì mọi người lại chú ý đến máy lọc không khí nhiều về cái vấn đề lọc PM2.5 hơn. Thì đây thì tôi sẽ giới thiệu cái máy lọc này là cái máy lọc mà tôi nghĩ là nó phù hợp cho với cái chức năng mà diệt khuẩn nhất. Là cái MC70 của Daikin, mà công ty tôi cũng làm đại lý, mà nhà tôi cũng sở hữu một cái luôn. Thì cái này công suất nó khá lớn, có thể dùng cho phòng 45 mét vuông, như vậy tôi nghĩ ở phòng khách là đặt là phù hợp. Đấy thì bây giờ thử mở ra xem ở trong cái này nó có những cái gì. Thì nó được gọi là cái máy lọc mà có 6 mạng lọc. Đấy, 6 6 cái lớp lọc. Thì tất nhiên là nhà sản xuất thì họ cũng sẽ vẽ ra nhiều thứ để mà tỏ ra nguy hiểm, nhưng mà mình thì mình cứ thôi đành phải tin các chuyên gia thôi, đúng không? Chứ mình cũng không 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 kiểm nhận được nhiều, bởi vì là ví dụ CNN cái thứ nó đã đưa rồi rồi là các nhà sản xuất này nó cũng đã nghiên cứu, thì mình phải có niềm tin thôi anh em ạ, thì sống cho nó dễ. Thì đây mở máy ra thì nó như thế này. Ở trên này thì là các cái toàn bộ bằng đèn hết, thì nó gồm có đèn báo bụi này, đèn các cái chế độ quạt làm việc này, cái này nó có khử phấn hoa rất là hiệu quả này, rồi là chế độ quiet này, đẹp giờ này, báo thay phiên lọc này, rồi là nó có hai cái unit, một unit hai nó cũng báo khi nào cần vệ sinh này, và cái thứ ba đấy là mùi này. Cái này đặt ở phòng khách rất là hiệu quả, đặt phòng khách thì là nó khử mùi rất tốt, đặc biệt là cái phòng khách mà chung với phòng ăn này. Đấy. Đây là cái lớp đầu tiên theo như catalog nó nói ấy, thì là lớp đầu tiên đây là lớp phi lọc thô này, phi lọc thô này, cái này có thể gỡ ra để vệ sinh, cái này chỉ là một cái màng lọc bình thường giống kiểu điều hòa là, tất nhiên là cái ấy nó mịn hơn một chút, phi lọc thô là những bụi thô. Đấy, đến cái thứ hai là bên trong này là cái này trông nó rất là khủng bố này. Đấy. Cái lớp thứ hai này nó gọi là lớp lớp đầu tiên nó gọi là pre-filter nhé, lớp thứ hai này nó gọi là cái lớp plasma ion hóa, plasma ion hóa là đây là cái đây gỡ cái này là. Plasma ion hóa đây, nó có hai mấy cái dây điện rất là mảnh như này để nó phóng điện ra. Thì tôi chỗ này không nó ghi không rõ lắm, nhưng mà có thể là đây plasma ion hóa, và cái này nó gọi là titanium đáp titanium cái gì apatite filter. Đấy. Thì khi mà dùng nhiều ấy thì tôi thấy cái này nó đen đi, nó bám bụi rất nhiều, nó bám bụi rất nhiều. Đây này, như tôi thấy đây là nó bám bụi rất nhiều. Cái này tôi vừa mới vệ sinh hôm qua nhưng mà bây giờ nó bám bụi rất nhiều luôn.
Đấy, thực ra là tôi khi mở này phải đeo khẩu trang này. Nó bám bụi rất nhiều. Đấy, trong này nó bám bụi rất nhiều, tức là nó điện cực hóa. Có thể nó điện cực hóa thì tôi không hiểu nó đặt cái tên là cái gì đấy. Đấy. Đấy, như vậy là cái này trông nó rất khủng bố, nặng lắm, cái này nặng. Đấy là nó có cái dây điện rất mảnh để phóng điện, và cái này nó giống như ion hóa cái không khí và nó tích điện cái bụi ở đây. Trong cái này rất nhiều bụi luôn, tiêu dùng một hai ba tuần là phải vệ sinh cái này một lần, phải rửa một lần, cái này rửa được. Đấy, và mình sẽ nó sẽ đen thui hết cả đi. Đấy, chỗ này hôm trước tôi vừa rửa xong. Đấy, còn tiếp theo nữa là đây là cái lớp phim lọc này, nó đặt tên nó là nó không phải là HEPA nhé, cái này lại không phải HEPA, cái này nó là nó ghi là electrostatic, thì tôi cũng không biết là có phải đúng cái này không hay là cái bên kia. Cái mũi tên này nó chỉ không 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 ấy lắm, nhưng mà đại loại là có thêm một lớp này. Đấy, cái lớp này thì nó cũng có hai màu, một bên là màu xanh, có thể đây là a à, không phải, đây có thể là đây chỗ này là có hai lớp này, một đây cái này là bản thân cái này có hai lớp, cái này có hai lớp, một cái trắng và một cái xanh. Đấy, thì chắc là hai lớp, đây là một cái đại loại là hai lớp ở đây. Đấy. Rồi, và cái màng này, cái chỗ này là cái màu đen đen này. Cái màu đen đen này thì nó giống như kiểu là cái bình thường thì là nó là dùng cái gọi là than hoạt tính ấy, nhưng mà với ông Daikin này thì nó dùng cái công nghệ nó gọi là cái phin lọc, nó gọi là catalyst filter này, thì là nó dùng trong hóa học nhiều này, trong công kiểu như xử lý hóa chất các thứ nhiều này. Đấy, thì nó có cái phin lọc này, thì phin lọc này nó có tác dụng là vừa là diệt khuẩn, vừa là khử mùi. Đấy, khử mùi diệt khuẩn. Đây là trong này, nó trong cái catalog này nó ghi rất là rõ. Đấy, trong này nó ghi rất là rõ. Diệt khuẩn, diệt khuẩn, khử mùi, mà nó còn thậm chí còn 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 gọi là xử lý được cả cả cái chất thải từ động cơ diesel các thứ nữa. Đấy, cái máy này nó trong catalog nó nói thế. Và ngoài ra nó có một cái này nữa, đây cái này là nó gọi là cái streamer, cái này nó gọi là cái streamer này là nó cũng có các cái điện cực như này, và trong này nó có cái điện cực li ti như này. Nó công nghệ streamer, cái này nó gọi là streamer, để xem là streamer đấy, cái này nó cũng có tác dụng diệt khuẩn nó hữu diệt khuẩn, streamer discharge này, analysis streamer. Đấy, đây nhá, streamer. Rồi, tôi cũng không đọc cái này, cũng không nhiều từ ngữ, hơi chuyên môn. Đấy. Đấy. Và đây nó có 5 cái phin dự phòng nữa, 5 cái phin dự phòng để mà có thể để thay trong vòng 10 năm. Đấy, cứ 2 năm thay một lần. Hay là không, có tùy tùy, nhưng mà đại loại là nó dự báo nó khoảng độ được 10 năm. Thì là khi nào thay thì nó có cái đèn đấy, nó báo là cần thay thì nó báo đèn. Đấy. Đấy, như vậy là cái máy lọc không khí Daikin, mà cái dòng mà tôi nghĩ rằng phù hợp cho cái diệt khuẩn và ấy là cái và khử mùi là cái dòng này nhá anh em ạ. Đấy. Tôi vừa mới vệ sinh xong cái này, tôi thấy để ở phòng khách rất là hợp, bởi vì là nó đây này, các cái điện cực hóa là nó làm cho cái không khí nó có cái hạt bụi nó filter các cái chiều của nó lắm, thì là đấy, lắp vào như thế, để tôi lắp vào xong tôi bật thử cho xem nhá.
đấy lại lại là mổ xẻ ra nó trong đấy nó như vậy đấy. Thôi được rồi, thế thôi nhỉ. Đấy, thế nên anh em nào mà có nhu cầu máy lọc không khí các thứ thì có thể liên hệ để tôi tư vấn thêm. Đấy. Bây giờ đấy. Ở đây đó thôi, rất là nó rất là yên tĩnh nhá, trừ khi mình bật cái chế độ turbo này với chế độ mạnh nhất này, nhưng mà khi mà mới về nhà thì thường là mình sẽ mới bật lên thì mình nên bật cái chế độ turbo này để cho nó mạnh nhất, để cho nó khử, để cho nó để một lúc cho nó ổn định, phòng nó trong trong lành hơn. Đấy, tất cả bằng đèn. Đấy, thì có điều khiển từ xa nữa. Đây, nếu mà có mùi thì cái chỗ này nó sẽ có màu này, cái đèn mùi này nó sẽ báo đỏ và màu vàng và màu đỏ lên, nếu mà nhiều thì màu đỏ. Đấy. Còn khi có bụi thì nó báo ở đây. Đấy. Khi thay filter nó báo ở đây. Khi cần vệ sinh các cái unit 1 và unit 2 đấy, cái mấy cái unit tôi vừa chỉ đấy thì nó báo đèn ở đây. Đấy. Còn chế độ phấn hoa, ví dụ như ai mà dị ứng với phấn hoa mà cho thắp hoa hoặc là nước hoa nó nhiều ấy, thì là bấm vào cái chế độ này để nó sẽ khử mùi bớt cái đấy đi. Đấy. Khử mùi phấn hoa. Đấy. Ok. Đấy nhá, thế trong tình hình cái corona này không phải là đục nước béo cò đâu, nhưng mà tôi thấy có cái gì nó có thì là mình chỉ cho mọi người thôi. Đấy. Tất nhiên, nếu bán được thì cũng tốt. Xin chào.